Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Lào Cai ngày mới thứ ba ngày 20 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Quý vị và các bạn thân mến, sau những ngày nghỉ Tết thì thời điểm này các địa phương bắt đầu tưng bừng tổ chức các lễ hội đầu xuân. Và đây cũng là dịp bà con cùng gặp gỡ, giao lưu, cầu mọi điều tốt lành trong năm mới và nỗ lực thi đua lao động sản xuất. Tuy nhiên việc vui hội xuân, bà con cũng cần lưu ý đảm bảo an toàn giao thông. Khi sử dụng rượu bia thì không nên điều khiển phương tiện giao thông, không tham gia vào các tệ nạn xã hội. Việc vui hội xuân một cách văn minh cũng là cách để góp phần duy trì, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là các lễ hội được tổ chức trong dịp xuân mới. Không để quý vị và các bạn đợi lâu, và ngay sau đây sẽ là những tin tức cập nhật đầu ngày. Những tin chính có trong mục chuyển động ngày mới. Huyện Bát Sát tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ mừng xuân. Xây 2.300 cầu dân sinh giúp nhân dân thoát nghèo. Cả nước có hơn 760 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua tại các bản làng vùng cao trên địa bàn huyện Bát Sát đã diễn ra nhiều hoạt động vui chơi do đồng bào các dân tộc địa phương tổ chức. Các hoạt động vui chơi của người dân diễn ra sôi nổi với các trò chơi dân gian truyền thống, hoạt động văn hóa văn nghệ vui xuân tạo niềm hứng khởi cho một năm mới. Đón Tết Mậu Tuất 2018, huyện Bát Sát đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc ở Bát Sát đón xuân vui Tết vui tươi lành mạnh, để giúp bà con vùng cao có thêm một mùa xuân ý nghĩa. Từ đầu Tết đến hết rằm tháng Giêng, trên địa bàn huyện Bát Sát diễn ra nhiều hoạt động lễ hội như lễ hội gầu tàu của người Mông, các xã Trung Lèng Hồ, Sảng Ma Sáo, lễ hội văn hóa ẩm thực tại xã Bản Xèo, lễ hội xuống đồng tại xã Quang Kim, lễ hội Pút Tồng tại xã Phìn Ngan và tất cả các xã tổ chức ngày hội văn hóa thể thao. Các hoạt động vui xuân đã thu hút đông đảo bà con nhân dân đến xem cổ vũ, khơi dậy tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trên địa bàn. Thực hiện dự án quản lý tài sản đường bộ địa phương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết từ năm 2016 đến nay đã triển khai xây dựng được khoảng 700 trên 2.300 cầu trên 43 tỉnh thành, trong đó có 200 cầu hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Đến hết quý 1 năm 2018 sẽ hoàn thành tiếp 500 cầu. Dự án quản lý tài sản đường bộ địa phương sẽ xây dựng trên 2.300 cầu cứng trải dài trên 50 tỉnh thành, nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB. Hiện khó khăn lớn nhất khi triển khai dự án là các cầu nằm rải rác ở phạm vi rộng, ở vùng sâu vùng xa phức tạp về địa hình. Đúc rút kinh nghiệm giai đoạn 1 xây dựng 186 cầu treo dân sinh giai đoạn đầu triển khai, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức các đoàn khảo sát vị trí xây dựng cầu với sự tham gia của chính quyền địa phương, người dân bản địa để đưa ra giải pháp xây dựng phù hợp, tiết kiệm nhất. Mỗi cây cầu giá trị chỉ từ 500 đến 700 triệu đồng cho đến vài tỷ đồng. Dự án được thực hiện trong 5 năm, tuy nhiên Tổng cục Đường bộ Việt Nam quyết tâm hoàn thành trong 3 năm để phục vụ cấp bách, đảm bảo an toàn khi người dân đi lại. Để phát triển chuỗi thực phẩm an toàn, đến nay các địa phương trên cả nước đã xây dựng được 764 chuỗi cung ứng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Chính phủ ban hành 2 nghị định về sản xuất nông nghiệp hữu cơ và phát triển hợp tác xã. Nếu được thông qua, những nghị định này là cơ sở, hành lang pháp lý để hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp sản xuất ra các sản phẩm an toàn, đồng thời tăng cường giám sát kiểm tra để xử lý vi phạm. Ngành nông nghiệp cũng đang tiếp tục vận động và hỗ trợ nhân rộng các liên kết, hình thành các chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, nhiều doanh nghiệp phối hợp để hình thành chuỗi liên kết. Trong 764 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, có 382 chuỗi xác nhận sản phẩm được kiểm soát theo quy chuẩn sản xuất nông sản an toàn. Còn tại Lào Cai, địa phương đã xây dựng được 11 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh, ngày và đêm hay... Tiếp theo chương trình, mục ống kính góc rộng là ghi nhận của phóng viên về nỗ lực của những người nông dân trong việc vươn lên thoát nghèo. Cùng tìm hiểu về những nét đẹp văn hóa Tết trong đồng bào Tu Dí Lào Cai, phóng sự sẽ có trong mục nét đẹp cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, song toàn tỉnh Lào Cai đã có tới trên 8.000 hộ đã nỗ lực phấn đấu và thoát khỏi diện nghèo.
Điều đáng nói là việc thoát nghèo này không hoàn toàn ở những con số thống kê về số trâu, số lợn hay số bồ ngô, bồ thóc ở trong nhà, mà chính từ sự chủ động vươn lên của những người nông dân, chị Lê Quyên ạ. Vâng, đúng vậy anh Thanh Tùng. Một thực tế cho thấy là hầu hết các hộ thoát được nghèo đói thì đều nhờ cái tinh thần là tự trọng, này, quyết tâm đấu tranh thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu. Và phóng sự sau đây sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn hiểu rõ về điều này. Gia đình anh Vũ Mạnh Toàn ở thôn Hốc Đá, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng đã từng nhiều năm phải gánh chịu những điều không may mắn liên tiếp xảy ra nên lâm vào cảnh nghèo túng cùng cực. Vậy nhưng trong năm qua, với sự hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là từ quyết tâm và sự nỗ lực của bản thân, cuộc sống của gia đình đã thực sự đổi thay, giúp anh có được niềm vui xuân mới. Là một người thanh niên mà đang rơi vào diện hộ nghèo thì tôi cảm thấy cũng rất là cảm thấy rất là chán nản và nhiều lúc là buồn cho bản thân mình. Nhưng mà do được sự giúp đỡ, động viên của tất cả mọi người xung quanh cũng như được sự hỗ trợ của ngân hàng chính sách, vậy tôi cũng quyết tâm là vượt qua được cái khó khăn hộ nghèo, và tôi đã làm được. Và điều vui mừng nhất của tôi trong năm 2017 là đã thoát được nghèo. Không khí của mùa xuân đang lan tỏa khắp các vùng quê của Lào Cai. Tại nhà anh Phùng Văn Lưu ở thôn Hồ Phai, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, niềm vui xuân Mậu Tuất còn được nhân lên bởi gia đình anh mới thoát khỏi cảnh nghèo. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ khi ra ở riêng, vợ chồng anh mới chuẩn bị được một cái Tết đủ đầy như vậy. Dù vui xuân đón Tết nhưng anh cũng không quên chăm sóc đàn dê, những con vật đã giúp gia đình anh thoát nghèo. Vui Tết mới cũng phải là không quên được cái đàn dê đâu. Phải cắt cổ cho ăn nó no, nó mới... con người mình ăn Tết, còn đàn dê cũng phải ăn Tết. Chuồng trại mình cũng phải chê, không nó chết rét sang năm thì mình con người mình cũng nghèo thêm. Người được nghỉ ngơi, ăn Tết thì con vật cũng phải được nghỉ ngơi, chăm sóc đầy đủ. Đây là tư duy không mới, song lại được người nông dân Phùng Văn Lưu áp dụng vào thực tế. Chính nhờ tinh thần quyết tâm cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, mà cụ thể là dự án giảm nghèo của huyện Văn Bàn đã hỗ trợ giống và kiến thức giúp gia đình anh thoát nghèo. Còn tại thôn Xín Trải, xã Simacai, huyện Simacai, miền đất biên cương cách trung tâm tỉnh lỵ hơn 100 cây số, niềm vui xuân cũng đang ngập tràn trong gia đình anh Thào Xeo Dơ, bởi năm nay anh đã thoát nghèo mà nguyên nhân xuất phát từ một lời hứa quyết tâm. Năm 2017 cán bộ tỉnh thì chơi mà nên tặng bằng các quà chứ mà bây giờ mà em chăm trẻ, bây giờ em đang xá khổ, bây giờ em đang đảm bảo cho cán bộ tỉnh là chị đang thoát nghèo, bây giờ em đang có thoát nghèo rồi cô ạ. Vâng, có thoát nghèo rồi, bây giờ nên chuyến là biết lần này là không nghèo đấy, bây giờ đang thoát nghèo. Sau khi nhận được sự động viên định hướng từ phía cấp ủy chính quyền và các phòng ban chuyên môn của huyện, anh Thào Xeo Dơ đã quyết định vay vốn từ ngân hàng chính sách để phát triển mô hình chăn nuôi dê. Với những kiến thức đã được tập huấn, sau hơn một năm, đàn dê của gia đình anh Dơ luôn khỏe mạnh và sinh sản nảy nở. Chỉ tính riêng trong năm 2017 vừa qua, gia đình anh đã thu nhập được khoảng 80 triệu đồng từ tiền bán dê thịt. Gia đình anh Thào Xeo Dơ không chỉ trả hết số nợ vay ngân hàng, thoát được khỏi diện hộ nghèo, mà còn chủ động được vốn để tiếp tục với những dự liệu phát triển kinh tế mới. Nhà nước thì chỉ hỗ trợ một cái chính sách rất là nhỏ và để cho tạo cái điều kiện kích cầu cho người dân. Thế nhưng mà cái quan trọng là phải là cái ý chí, cái quyết tâm và cái khát vọng thoát nghèo của người dân. Qua thực tế thoát nghèo ở một số gia đình mà chúng tôi đã nêu trên cho thấy, điều quan trọng nhất giúp bà con giảm nghèo bền vững đó chính là khơi dậy tinh thần quyết tâm muốn thoát nghèo trong mỗi hộ gia đình. Và nhiệm vụ này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất để giúp các hộ thoát nghèo một cách bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai có 25 dân tộc anh em cùng sinh sống và mỗi dân tộc lại có những nét văn hóa phong tục tập quán rất độc đáo và đặc sắc.
Mỗi độ Tết đến xuân về, những đặc trưng ấy lại được thể hiện rõ nét hơn. À vâng, nếu như là người Mông có lễ hội say sán, người Tày có lễ hội xuống đồng, người Dao có Tết nhảy lửa, thì người Tu Dí cũng có những cái phong tục khá đặc biệt trong ngày Tết. Sự đặc biệt ấy không chỉ đến từ ẩm thực, từ trang phục trong ngày Tết, mà còn từ những câu hát đối, hát giao duyên. À, chúng ta sẽ biết được những cái nét đẹp trong phong tục Tết của đồng bào Tu Dí ở huyện Mường Khương qua phóng sự do phóng viên Thu Hường và Nông Quý thực hiện. Ngày Tết ở bản của người Tu Dí, nhà nào cũng mổ lợn để mừng xuân. Thịt lợn sau khi sơ chế được ngâm một tuần trong nước muối, rồi treo lên gác bếp, hun bằng khói bã mía cho thơm, ngọt, đậm đà. Cách chế biến ấy được truyền lại từ nhiều đời. Người Tu Dí gìn giữ như tài sản quý để làm ra những món ăn mang đậm phong vị dân tộc, dâng cúng ông bà tổ tiên. Trước đây thì không trông chờ, không có thì bạn phải kiểu gì kiểu cũng phải liền thế này cũng ăn cả năng mà. Như trước đây không có đèn bán ấy, thì các cụ cũng là trong một năm một con đèn thì cũng là tôi biết cũng phải trông thế này ăn dần. Phong tục thì nó phải bao giờ cũng có thế làm ăn mới thành công. Bàn thờ cũng nhìn thấy ăn giảng thì cũng phải bày cho nó ăn, cũng phải lấy cái thì này bày cho nó ăn. Như thế đây cũng các cụ cũng làm thế. Ăn Tết chỉ có 3 ngày. Nhưng người Tu Dí ở Thanh Bình chuẩn bị cả tuần, thậm chí cả tháng trước đó. Đặc sắc nhất phải kể đến các món bánh trong dịp Tết, gồm bánh nếp và bánh khoải. Bánh nếp tựa bánh dày của người Kinh, làm từ gạo nếp ngon, đồ kỹ, rồi giã nhuyễn, nặn thành bánh. Cầu kỳ hơn là bánh khoải, thứ bánh đặc trưng của riêng cộng đồng dân tộc Tu Dí. Gạo tẻ ngon do bà con tự gieo trồng, ngâm kỹ qua một đêm. Sau 2 lần đồ chín thì mang giã, nặn thành từng thỏi vuông vức. Thứ bánh ấy thơm mùi gạo mới, béo mùi vị của hạt bí, hạt vừng rang chín, nghiền nhỏ. Giống như lương khô của bà con, làm ngày Tết mà ăn cả năm. Người phụ nữ Tu Dí nào biết làm bánh khoải mới được coi là đảm đang tháo vát. Tôi rất là thích phong tục của mình, về phong tục làm bánh của mình thì kiểu làm bánh nó cầu kỳ nhưng mà tôi rất thích. Kiểu nó làm bánh khoải với bánh nếp thì là, gọi là rất quan trọng với phong tục của tôi. Bản thân tôi rất là muốn học để giữ cái bản sắc của mình, để sau này mình truyền đạt cho con cái của mình, cho anh chị em họ hàng của mình, để nó không một mai mòn đi ấy, để truyền đạt từ thế hệ này sang thế hệ trước, từ đời mình sang đời con mình nữa. Đây là bánh khoải, thứ bánh truyền thống của đồng bào dân tộc Tu Dí mỗi độ Tết đến xuân về. Và như quý vị và các bạn đang thấy, để làm được thứ bánh này thì phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Chính vì vậy, trong mỗi dịp tập trung làm bánh Tết để xua đi sự mệt mỏi và tạo không khí đầm ấm vui tươi thì không thể thiếu được những làn điệu dân ca. Những giai điệu ngọt ngào mượt mà của bài dân ca Tu Dí ca ngợi cuộc sống, ca ngợi mùa xuân. Người Tu Dí ở Thanh Bình Mường Khương có cả một kho dân ca phong phú gắn với mọi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Ngày Tết, mỗi khi những câu hát dân ca được cất lên, người người cùng hòa giọng để cảm nhận sự tươi mới trong hơi thở mùa xuân. Dân ca của dân tộc Bố Y rất là vô vàng, kể cả lúc đang đi vung ngô hoặc là đang đi cấy lúa hoặc là đang đi chợ cũng hát bài đi chợ, hát bài đi cấy lúa, vô vàng lắm. Khi mà được hát những cái bài hát dân ca của dân tộc thì cảm thấy rất là thoải mái và rất là sung sướng và tạo được cái niềm không khí vui tươi cho mọi người. Cuộc sống của người Tu Dí ở Mường Khương hôm nay đã có nhiều thay đổi. Không còn đói nghèo như trước, những ngày Tết vì thế cũng rộn rã niềm vui. Vậy nhưng những nét đẹp trong phong tục đón Tết vẫn được bà con nơi đây lưu giữ và trao truyền với tất cả niềm tự hào, làm giàu hơn, đẹp hơn cho bức tranh văn hóa Lào Cai. Những câu hát dân ca phong tục độc đáo trong ngày xuân của dân tộc Tu Dí đã khép lại chương trình Lào Cai ngày mới của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.